Hello, chào mọi người đã trở lại channel mình ha. Mình là Quang đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với đường Duel Lucky Block giữa quả Giratina và quả Palkia, là một trong những bộ ba sáng tạo. Còn cờ hó này chưa giết đâu, chưa chào. Mày quýnh cho mày vào thế giới cánh cổng địa ngục khổng lồ luôn. À quên chứ, đây là cánh cổng địa ngục lớn nhất của mình mọi người. Cánh cổng địa lớn nhất trong bài đáp luôn. Chưa, lớn chưa. Nhưng mà cái cánh cổng này do đây là tinh thiên đường mà. Lấy gì mà xuống địa ngục được không? Chỉ những đứa nói chung là xấu xa thì mới bị xuống địa ngục thôi, như con núp á. Mày xuống địa ngục đi. Mày xuống địa ngục, 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 mày xuống địa ngục. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đó, 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 mày qua đi. Trời ơi, nó đập bóng của mình. Mày đụng cái bóng tao, tay thúi của mày mày đụng. Mày định quá lén mày chỉnh chỉnh. Mày định vô cái quả bóng là con cỏ này. Mày quấn tao hoài nha, tao quấn mày. Giờ cầm cái bóng lên, đập bò lên đứa nào thua, thua là xuống chạy xuống dưới nha. Sao nó không chết ta, nó dài dữ vậy. Cái này trong đây không chết đâu mọi người, đây thiên đường mọi người. Không thể đói cũng không thể mất máu là hồi máu mọi người à. À con cỏ này mày làm mày. Mày làm quá. Mày lại mày xì hơi nha, cái quả bóng của tao đúng không con ngu cơ. À đó mày đứng đó đi. Mày xuống xuống dưới kìa. Ê đâu, té 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 té. Rồi té chưa? Té chưa? Mày về khủng mày không? Mày về khu mày không? Mày về khu của mày không? Mày mà qua đây đi nha, mà qua đây làm con chó đó. Ok mọi người, thì hôm nay cái đường đua của mình sẽ là hai cái quả này, quả Giratina và quả Palkia. Trong những bộ ba sáng tạo thì mình sẽ chiến thắng một thuộc WT mọi người ạ. Mọi người nhớ comment số 1. Hôm nay ta sẽ đập được ra hết tất cả những con xịn. Mọi người nhớ comment số 1 nha mọi người. Hôm nay sẽ là những cái quả bóng này ra rất là nhiều con huyền thoại luôn mọi người. Đó, mọi người nghĩ tới hết rồi nên mọi người nhớ ủng hộ Quanh một cách coi hết video và nhấn like ủng hộ cho Quanh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đường đua thôi mọi người ơi. Let's go. Đây đập trước cho nó hên. Thấy chưa, quá hên electable. Nè, mày qua mày chơi bùa chú tao hả? Ôi mày, đính ra nha. Tao quăng đầu mày, quăng đầu mày, đính ra. Thôi, mày to mày rồi. Ờ, được lắm. To mày rồi, tao đó, yếm bồ, Sikolum. Ôi trời, hai con Atletabot luôn kìa. Ê, cái gì trời, sao chẳng. Ủa? Thôi tao cũng mới đạp ra hai con Atletabot vậy nè. Ủa, bị bùa chú gì ghê hả? Sao ra mày yếm bồ bóng của tao. Ê, ghê được rồi. Chết. Rồi luôn. Ơ bị cái gì thế này sao mà bóng mày nó. Con cờ hó kìa. Ủa cái gì kì vậy? Lời nguyền là có thật. Con núp đi xì hơi ghê quá mọi người. Làm ảnh hưởng bốn cái bờ lắm. Đó 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 đó. Mày đi về, mày đi về, mày đi về, đi về. Trời ơi, mình không thể tin được đúng mọi người. Mày làm mất mấy quả bóng của tao bên đây cũng. Ok ok. Ra tường, ra con thường. Tự nhiên ra con thường thấy mừng ghê. Ồ, zero ra, zero ra. Tắt cái này cái. Rồi, ok. Zero ra. Ok, bắt đầu là thiên thoại ra lại rồi mọi người. Cho mày hai con ong á. Ê, bay đi mày, đừng chích tao mày. Cặp hai mũi tên thấy ghê quá. Ui, fan đó sao nè. Gì ra đi. Ta bô phim này, ui da, bể bóng luôn. Ui, con gì mà level 93 luôn ghê vậy á. Chắc là con Giga đi à. Con gì? Bờ lát tôi. Bờ lát tôi mày. Blastoise level 93 luôn. Gì ghê, mày Blastoise 93, mày kinh rồi mày. Để tao lên tao coi, hay là tao coi lộn. Regigas Special 90. Ủa, con Gengar 90. Ồ, à, những con mới nè mày, những con mới. À, hôm nay sẽ là trận chiến những con Pokemon thường. Và rất là nhiều bạn mơ ước rồi. Đấy nè, hôm nay sẽ qua đây sẽ làm thực hiện trận chiến Pokemon thường. Nè, con Blastoise tao nè mày, level 90 luôn. Con này là con Special mà, con này Mega được đó mày. Ủa ghê à? Ui, nó có hình xương đậu đó luôn kìa. Cái mặt. Cái mặt xương như cái mai rùa nó kìa. Ồ. Nè con Gengar tao nè. Ui. Ủa con Gengar màu trắng mày. Gengar bạch tạng mày, nhìn đẹp quá, nhìn ghê quá. Ồ. Ui nó chạy kìa, ui nó chạy kìa. Ui my god, nhìn nó kìa. Bữa nay tao sẽ lấy con này cho chơi ha. Nhiều lắm hôm nay trong đây đây nhiều lắm, hai con này rất là nhiều con Special mà là dạng thường ấy. Ô, Rayquaza, Rayquaza xịn, đi Rayquaza xịn, ngon lành luôn. Diacid, Bayleaf. Ôi, chưa tệ, level 70 thôi, không bằng con kia. Melvorin. Ui, con này hình như nó vuông vức vậy. Sukan, Tabo. Ôi trời ơi.
Sao sao vậy? Con này hoài vậy? Genka. Nó thằng ong nữa kìa, cho mày ong. Sao mỗi lần đập là ra hai con ong không vậy ta? Ừ. Ôi đâu ra. Ôi chưa thấy con xịn nữa rồi, mới ra được hai con bình thường nữa vậy. Hai con special, Pokemon special hết ra luôn rồi. Gulot nè. Ôi đây rồi. Tao có con special đầu tiên. Yeah. Tao có rồi, tao có con Rayquaza rồi, tao không sợ nó đâu. Ô sao đấy? Ô. Nó lại con ong. Giratina nó nè, Giratina special nhưng level 70 là thua con kia khủng hơn. Chưa có ra con gì mới mới. Chúa tệ. Giratina. Ui. Giratina. Con này level 38 ấy, con say này. Tabu lele, tabu lele. Ê mấy cái con này bữa nay level cao quá, tabu lele tới 80 luôn mày. Lâu rồi mà. Hop 351. Ôi. Ê mày, Gulot, Gulot gì? Ê tao có con này nè. Con này lạ nè đúng không? Không, còn lâu rồi. Dám mà phải lạ. Còn lâu rồi. Mewtwo không phải Mewtwo thần ta. Xuống đây. Mày đừng có mơ, mày mêu mơ như chú thần đúng không? Khó quá, con mày chú thần bắt. Ui, ra qua da trên này. Nó đẹp ghê luôn. Gobladion. Ê, tôi có con kim cương, chai dách kim cương. Mà có level 39 mà. Cho mày. Trời ơi, chai đi dách thường nữa mới ra được con thần, ra con thường. Taurus. Ui, mới ra con chai thường, chai dách thần liền luôn. Chai dách đâu, ra qua da mà. À lộn, ra qua da, tao lộn. Tao lộn. Ê, tao cũng có. Ê, nó lỗi rồi quá. Nó lỗi. Bay luôn. Bay luôn. Nó gà nó bay luôn được. Tốt tốt lắm con ơi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Mày phải dạy chứ. Gà là phải bay luôn cho anh nha. Này chuẩn bị mừng vui. Nó bay không một quay đầu trở lại luôn. Nó bay một phát y như là chim sổ lồng vậy. Qua đây. Miu. Ui ui trời trời, con kia nó ra nó lớn cắn đầu. Chơi mấy con thường, không chơi mấy con thần không? Ok luôn, nó không chơi thần nha. Ui 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 ui. Trận chiến Pokemon thường nó mới hấp dẫn. Nhưng thường phải ra những mấy con kia mới special mới chơi nha, thường special nha. Thường special hả? Đâu đó. Rồi luôn, đậu xanh trái chanh luôn. Ui my god. Oh my god, bởi sân. Ơ, tao được con Batria mày, mà không được chơi hả? Không được chơi đâu, này không được chơi đâu. Ồ, tao được con Batria rồi. Chơi một thường thôi. Này chơi thường mới chất. Ui, yeah, rồi tới. Ui, tao được con Blastoise level 90, ngon, hai con. Vậy là tao được hai con rồi. Genga với lại vậy là đội hình sẽ được 6 con special thường. Mình sẽ săn 6 con thường sẽ đánh. Oh my god. Con Mew, con Mew level 100 mày ơi. Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt special. Ui đã vậy, sao mày đã vậy? Blastoise nè, Mew nè. Nè 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 nè, nhìn con Mew nè. Mew ơi, Mew đẹp quá mày. Con Mew màu đen mày, có xương. Ơi, con Mew ăn cướp hay sao mày? Con Mew ăn cướp. Con cướp gì? Con Mew dạng cướp cướp những gì mặc đồ, mấy cái này có bộ đồ mấy thằng cướp mà đi nhảy múa nhảy trong cái gọi là nhảy trong cái đèn flash, nó tắt đèn rồi nó mở cái bộ xương này sẽ xanh lên. Wow, các bạn nhìn con Mew kìa, con Mew xương sợ. Ừ, ghê chứ, quá đỉnh, level 100 luôn. Ta được 3 con rồi. Ôi, tao chưa có, không đủ, không đủ đợi hồi đâu. Con gì đây, con Sawo gì đi. Con đây không. Sao kỳ vậy, tôi chưa có. Yeah yeah yeah. Ờ, con Mew á, Mew mạnh quá. Con Bi mà mạnh gì, nó yếu chứ. Vision. Giờ con Vision luôn. Bút quơ, bút quơ, bút quơ, bút quơ. Lên. Cho tao con Mew đó đi. Không, nghĩ sao mày cho con Mew đó mày, con Mew nó xịn như gì, mày nghĩ cho mày. Ê, con gì đây, con gì đây, ê. Con chạy hết lại mày. Ôi, mày đâu có. Chai giá xịn mày. Ê, con đúp được chai giá gì ghê vậy? Chai giá xịn, chai giá xương. Đâu, 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 coi thử, coi thử, coi thử, coi thử. Ê, nhìn cái trái tim, có trái tim lửa ở giữa kìa.
xịn 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 trên gác xương mày. Đâu 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 đâu, dùng qua coi coi. Từ từ để tao coi coi nó đâu rồi nè. Nó đâu rồi? Đây. À, nó đây, nó đây. Gà con. Ôi mẹ ơi, nó có trái tim. Ngu ngu. Ngu ngu quá mày. Ngu ngu. Trời con nó đó ngu. Ơi con trai giác có trái tim. Có trái gọi là trái tim rồng. Trái bụng mọi người thấy không? Nhìn ghê lắm mọi người, level nhiều lắm. Ờ level. Ủa level 90. Ủa đẹp ghê à, trời. Thì chưa xuống con. Sao bay quậy? Gì kì vậy? Bay quậy con. Xuống. Ồ, con trai hát nhìn đỉnh quá vậy trời. Nó bay giống trong rộng mày. Cái này nó bay giống trong rộng á. Bay không trong có. Mày bay... nhấn full control rồi nó nhựa xuống à, vô. Bây giờ xuống. Mày qua bên kia mày đập bóng. Bên sau bên kia còn một mớ bóng cái con ngu kia. Ủa, tao tưởng tao đập. Mày bị ngáo rồi. Mày hê dây gác xịn cho chưa. Cặp chờ. Ôi con trai hát mắt tím mọi người. Rồi sao mày qua được cái chỗ đó. Mày tới sang năm mày cũng không qua được luôn tao. Được, mày tính gì, tao qua được nè. Tính gì? Ủa bên kia tao còn bóng, tao tưởng tao hết rồi. Ủa con chai dách nhìn ghê ta. Level, level 90 luôn. Ôi. Đập trên này được con xịn nữa mày. Ghê chưa? Thường thôi, thường thôi. Ê, tao còn con Genga nè. Ê à, nó gần chết rồi, nó gần đủ rồi. Mọi người mình được 3 con rồi. Ui. Ui, đâu có gia thần nữa nè. Này quá trời con special luôn. Necro, ro 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 ro. Tao được con gì gọi ta? Con chai giáp nè. Con flat toy nè. Con Genga gọi. Ui, giáp đót. Ui, Camelon. Mà con Camelon này nó không có. Có level cao ấy. Mắt nè, đất rồi. Oh my god. Ui, hết hồn. Chú không che. Ô, Diaga. Diaga xem trời ơi, sao mà nó không ra con xe bét sò nữa ta. À, Dragon. Mới được có 3 con, vậy ra chắc đi dách đó là đúng ta bài. Ta chưa được con mèo mày, ta mà được con mèo nữa là. Ôi, da gách lửa nữa mày. Thôi mày ngon quá, con đó mày vô đồ hình được luôn rồi, nó là con thường mà. Nó không phải là con, không phải con huyền thoại. Ngon, ngon, ngon. Ngon lành, ngon lành. Ôi, chơi đi dách này sao chơi, chơi dách. Ui. Hết hồn, tụi con tím nữa mày. Chơi đội hình chơi chat 7 màu luôn. Ê, nãy tao có con kim cương đó. Inventor, quan trọng level nó cao không thôi. DNC cũng được mà. Phong. Không mày DNC con thiên thoại mày. Ôi vậy hả? Legendary đang quen. Con Miu này mày vô coi mày lạng hoài à Miu. Ê, con hết trình mày. Được không? Con Legion luôn. Trời ạ, tao nó không thường. Mày đạp ra nó ghi là con nào thường. Ui, Diaga luôn này. Crocodile. Cuối cùng thì mày cũng ra rồi. Charizard ơi, ô la la. Con ta Boracat thì là lạ nè. Không, con mèo với đâu mà lạ. Nhưng mà nó có level 32 à. Nhưng mà yeah. Wow. Ồ, tao có con đó rồi. Gồng bay trong gió. Yeti cửa chó sủa gâu gâu. Mày cửa chó. Xuống nào. Ồ, no. Quá ghê. Hãy xem đây. Wow. Cái chim cương. Cái tim của nó nhìn ghê mọi người. Nhìn mọi người. Wow, nhìn đẹp ghê luôn mọi người. Quá đỉnh luôn mọi người. How done. Vậy là ui miêu chú thần kia. Trời ơi, tí được con này, tí con này được chơi nè, tí con này được chơi nè. Mày cười gì vậy? Bắt hoài không được tao bắt. Mày bắt cái gì của tao vậy? Ủa con miêu chú mà sao được chơi mày? Miêu chú đâu hay thần đâu, nó là thần thoại Hy Lạp luôn. Ủa miêu chú rồi chơi. Miêu chú này vậy? Được chơi nè, có miêu chú này được chơi nè. Cười quá không chơi. Mắc cười gì được nào. Chơi nè, con đẹp không. Quá được chơi nè. Qua cái được chơi này được chơi mày. Không mày chơi ăn gian quá à. Qua nó chưa được chơi con đó nên được chơi. Ui, con này được chơi luôn nè, cái nó tên ra lửa nè. Ui, trời giá 90. Thôi mình không có hai con chơi con, cho hai con. Qua không được, nó phải có cái target.
đây rồi, khó lắm. Em nha, tao thấy có mấy con Pokemon lạ lạ nè. Ủa để dùng, nãy giờ là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 4 con rồi. Con nào nữa ta? Sờ à, hình như còn con rồng đó mọi người. Còn con rồng, nãy giờ chưa đứa nào. Con Gyarados đó. Ê, nghe quen quen à. À, cái con... Cá hóa rồng. Ừ, cá chép hóa rồng. Ủa, em có gì vậy? Ôi, mày được con gì anh ôm? À, con gì đó, con cá hóa rồng. Ôi, mới vừa nổi luôn á. Hello, hello, hello. Vậy là tí tao chơi con Mewtwo. Không, mày Mewtwo không. Vậy là tí tao chơi con Mewtwo, mày ra nhiều quá rồi. Vậy tí tao chơi con Mewtwo. Con ở đâu rồi, mày quăng nó coi coi. Không có PC đây. Tí con kia đi. Tao bu phi đi. Ôi, con núp nó được con gì xịn quá vậy. Yeah, hết trình, yeah, yeah. Ooh, con gà cục đuôi. Người nhà ra đó, đâu rồi, gù lon. Chết rồi. Phải không cuối cùng. Bộ chút quá, ông mắt sao bà, ông mắt sao bà xì bù. Trời, ai, cuối cùng tập mi lực tích level 90. Ôi, con gì vậy? Một con thường, một con hệ thường. À, tao biết con đó con rắn gì đó. Con rắn. Ê, cả, con cái con hệ cây nó biến thành con đó đúng không? Con này cũng hơi cùi, con Milotic này nhưng mà 90 level mà 90. Mà. Chơi vô đội hình, hôm nay đội hình thường mọi người ạ. Uầy. Em có con Mewtwo xịn nào con đâu? Oh em my god, đẹp ghê mọi người. Tao biết con đó, tao biết con đó đem Mewtwo tao coi coi. Ôi, ngầu cái đám ăn luôn mọi người, nhìn kìa. Ôi, Mewtwo tao coi coi. Ờ, mình lấy hết mấy con xịn mình ra mới được. Bèn tè. Ôi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, không được rồi. Chơi con gì đây? Bây giờ đội hình toàn đội hình thường thôi. Không được chơi Legion nha. Mình sẽ cất con Mewtwo vào, không được chơi Mewtwo. Mình sẽ kiếm con thường là ok. Ok, Manchester United. Tao sẽ cho mình coi đội hình. Con gì kia, Gyarados cùi, con Gyarados này đâu 1.8 mà nó có con xịn. Con nào ta? Ơi sao con Tiran, con Tiranita không thấy tao. Tiranita nãy tao có mà. Ê tao có con Tiranita màu vàng. Không được chơi mày đó á thần rồi mày, không chơi mày. Ê gì bắt cười vậy? À con Mew này tính là con Mew huyền thoại mà ta. Mà hả con Mew này thôi, con Mew này tính là nó chưa được tiến hóa, Mewtwo rồi thì nó được chơi. Mewtwo không được chơi. Không được chơi hơi lỗ hay chơi Mewtwo ta. Skizer thôi, Skizer level thấp quá. Tao không có đội hình luôn á, tao không có Pokemon chơi luôn á. Có sao không có mày bị xạo nha. Thiếu gì? Pokemon thường level thấp quá. Level 90, 80 mấy con đó, lấy con mấy con đó chơi. Phải giữ một con Mega mọi người ạ. À. Ôi con Mew máu trâu thế. Ok, mình sẽ chọn con trai để giác Mega. Ủa con Gyarados của tao. Con Milotic, con Milotic mà sao nó có Mega được ta? Con Gyarados của tao để tao kiếm. Gyarados. Gyarados. Ok. À, con nào vô ta? Con này cũng hoàn toàn. Con này level cao. Thôi, random một con được chơi huyền thoại đi. Một con được chơi huyền thoại, tao nghĩ vậy, tao sẽ chơi con Mewtwo. Anh Giang này cũng chơi anh Giang đúng không? Tao chơi Mewtwo. Ok mọi người ơi, trận đấu của chúng ta sẽ bắt đầu vài giây nữa thôi. Và mọi người đừng quên trước khi trận đấu diễn ra thì mọi người đừng quên đó chính là để lại cho Quanh một like cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ cho Quanh lên một triệu sub nhanh nhất cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người có một kỳ nghỉ Tết thật là vui vẻ bên gia đình cũng như là xem video Quanh Đúp hàng ngày nha mọi người. Còn Đúp mày về, mày đi về chỗ mày, mày xuống mày về chỗ mày không? Ê, sao con cưỡi con này? Được rồi, con đầu tiên hôm nay sẽ là trận chiến của... Nói chung sẽ có hai con huyền thoại thôi mọi người, đó chính là Mew. Mew là nó đặc biệt quá cho nó vô luôn, và con Mewtwo. Và núp nó sẽ chọn con Venizon, sẽ là con huyền thoại được chọn vào. Ok, bây giờ đầu tiên mình sẽ bắt đầu thôi. Ê, sao con huyền thoại của tao cùi bắp quá vậy? Con Venizon 80 mình cùi bắp mày. Thần rừng á mày. Ui, con rắn này nhìn ghê. Con đó chơi trước luôn hả? Được, hai con hệ cỡ chơi nhau. Tao không biết nào về luôn á. Có gì đây? Tao sẽ chơi chơi Magic. Con tao hệ Water ơi.
Ui đẹp chưa? Đẹp quá vậy, kêu đẹp quá. Watabu. Magic. Ui mẹ ơi, Watabu xin nghe rồi. Hai con này đánh ngang sức nhau vậy. Watergun nữa coi, súng nước coi. Squid đen, low comeback. Ok. Oh. Yeah. Ôi này yếu đông lại mọi người, con này cũng đông lại mọi người. Con rắn của mày nó không bằng con nai của tao đâu. Con này cũng không xong xin nghe rồi. Tiêu mày chưa, tiêu mày chưa, tiêu mày chưa. Nó level 93 rồi, nó cũng không nổi nha. Ồ, chưa chết nữa hả? Hút máu rồi con, trời ơi, chiêu này đẹp quá à. 93 luôn, tao có level 81. Rồi, miêu ga luôn, không nói nhiều. Ôi, mày có nhiều con đẹp quá ha, mày cứ giấu. Con này không có chiêu gì đó mọi người, mà biết sao không? Nhưng mà miêu có một cái khả năng, nếu mọi người coi phim thì mọi người biết là miêu có khả năng cosplay những con khác có skill toàn bộ. Đó chính là skill transform mọi người. Đây, sẽ biến thành biến thành Vision đứng trên trời rồi, thấy không? Đây là kỹ năng. Ồ, được lắm. Cosplay tao thôi chứ không có năng lực bằng tao đâu. Trời ơi, nó quấn cái gì kinh vậy? Sao không đi đánh chết đi mày, mày chết chắc rồi đó. Chơi chiêu Magic coi. Ủa, sao đánh không được vậy? Chết mày chưa. Ủa? Mày hả bưởi? Ủa, con Mew lên vào 100 lần. Thấy chưa, một cái một thôi. U nè, mày nó đấm bên đầu ghê trời. Được lắm, hãy xem Gengar bạch tạng của tao rồi. Gengar hả? Gengar thì chắc một Gengar này chớ có chiêu gì đánh. Giga là ren hút máu không mày? Chơi chiêu à, mày không hút được máu kìa, hút được máu kìa. Không có cách này. Đậu quá. He Gengar level 90 bạch tạng. Miêu thần. Ủa mày cho Miêu ra luôn. Jet Power. Được lắm. Một đấm. The Dream. Ây da, chết rồi, mình hụt rồi mọi người ơi. Ôi, né được kỹ năng Jet luôn. Rồi luôn. Ha, tiêu mày chưa? Eater Effect Gengar. Ơi, cái chiêu kia quýt không được con Gengar mọi người. Chiêu Aura Field quýt không được. Trời ơi, chiêu Blitz. Ê, bị dính điện kìa, phải không? Ủa sao tự nhiên chiêu đó có điện đâu, dính điện trời. Chiêu God mà. Bấm. Con này có một chiêu quýnh mà cuối cùng quýnh không được, sao quýnh? Ồ, mất máu kìa con. Chết mày chưa? Nó hề gót cũng không được hả trời? Chết mày chưa? Ồ, mình bị nguyền rủa mọi người ơi, Mewtwo already crucial rồi kìa. Gót kìa. Rồi, tiêu mày chưa? Cái kiêu kia không quýnh được rồi. Không chịu đỡ Pokemon khác. Tiêu mày chưa? Gengar. Gengar. Rồi, mày chết với tao con. Mega không ta? Thôi, để dành. Gengar. Với cha gà. Ủa, sắp chết rồi, còn 15 máu à. Cố lên. Kusho. Mày hả mày? Thôi, trụ được bao nhiêu đó cũng là vui rồi. Ủa gì vậy? Bây giờ tao sẽ chơi con gì đây? Con hệ lửa đó, con hệ lửa. Ha. 70 hả? Tao 91. Con của tao gà. Không phải con này con gì, con á thần. Watergun nè, con này tao không thèm mega thôi. Kêu cùi mọi người, chơi mega là chết luôn mọi người. Mày hả? Ui, nó mạnh ghê, trời đấm một cái chết luôn, nó chơi chiêu gì trời, bay bách đi quýnh mạnh vậy. Ờ, sao quýnh cái chết luôn vậy ta? Nãy tao thấy nó đi có nửa máu mà. Mewtwo còn trụ được mọi người, quýnh thôi. Đám con này sợ gì fighting mọi người, biết ngay mà. Yes, 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 yes. Nó đổi một cái màn chi ta ngu quá trời. Mày hả bưởi, tao giấu Mewtwo ở trong đây thôi. Mày hả bưởi. Tiếp đi. Nó đổi con Mewtwo. À, cha đi giết ra. Giết thần của tao ra. Một đấm luôn, con này cũng một đấm mà chịu không nổi đâu. Thay phan. Chết đi chưa? Chưa chết nữa hả? Ôi da, sao mà chết luôn rồi trời. Trời ơi, còn chút xíu máu giết được con kia của tao là ghê lắm rồi nha. Đừng có mà. Gengar bạch tạng. Ồ, Gengar mày hả? Ghê ta. Mega không ta? Thôi. Chơi chiêu lửa à, luôn, mình có chiêu này bắt trước nó, cho bay bắt. Tao đốt mày. Nguyên xin nghe, ôi da, lửa đốt đau ghê vậy? Chút xíu máu rồi ta. Phai phàng. Ta sẽ chơi chiêu nguyên rủa đầu mày. Con này không có chơi chiêu, không có chiêu đâu. Ôi, chiêu này mạnh. Yeah. Phải nồi chiêu nguyền rủa, tự nguyền rủa bản thân. Quên mọi người, chiêu nguyền rủa là nguyền rủa bản thân mà tự gây mất máu bản thân luôn. Ủa nãy tao chơi tao đánh được. Được. Thôi mày hết. Mày hết khả năng sinh tồn rồi. Tao còn có 58 máu
giấu thôi. Ôi mày mega luôn. Còn ác chủ bài tao giấu ở vị trí cuối. Ôi ghê à. Ủa mày hết rồi hả? Yeah. Ôi mày thắng được con này đi hẳn nói. Trời ơi sao con này mega đẹp quá vậy? Ngon thì thắng con này đi. Chết mẹ rồi, con đó hay lửa hay nước. Thôi rồi cuộc đời ơi. What the boo? Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ừ, không, vẫn không được, vẫn không được, vẫn không được, vẫn không được. Tao sẽ mega luôn cho mày coi. Mega. Mày còn mấy con? What the boo? Tao còn 2 con không mày? Trời ơi, thôi thua rồi mọi người. Nó chơi toàn hạt nước không mọi người, cũng đúng nó chăng chang quá. Phun nước vô, tao có súng canon phun nước. Chết rồi, đang kỳ hệ quýnh chiêu lửa. Ui mẹ ơi, nó mega mạnh quá. Tao có chịu. Flame Bit không quýnh được. Chơi giá luôn thiệt chứ. Thật ra là nó quýnh không đâu lại đâu. Nó mega, nãy nó thua gì nó mega, nó quýnh đau quá mọi người ơi. Ôi thôi thua rồi. Tiêu, 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 tiêu. Ôi Flame Bit mạnh dưới trời, nó không chơi. Ê, tao còn một con nữa chưa chơi nè mày. Con nào? À, mày giành con mega, sao mày mega con này chứ, quýnh lại mày, mày trơn gian của mày, con tao không có kêu mày. Kêu gì? Mày mega con đó coi. Ủa hôm nay nhiều con mega lắm mọi người. Con này có thể khả năng gấp chờ mơ nè. Trời ơi, trời 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 trời. Ui con kia nó mega, nhìn răng đen thui à. Trời ơi, nhưng mà nó đẹp ra mày. Con này là con Blastoise Mega mọi người, Blastoise Mega kiểu wo, núp nó khôn quá, nó chơi giấu kỳ hệ. Ôi, ê nhưng mà con trai giáp Mega đẹp quá à, trai giáp Mega coi. Đây là trận chiến Mega. Trận này quê nha mọi người, không ai thắng hay thua, núp chân trang không tính. Ồ, con này à tao nhớ cái dạng Mega con. Cái dạng Mega này quen quen ta. Trời đất kìa. Cái dạng con kim Mega nhìn quen quen mọi người. Quen gì mày? Tao nhớ hồi bữa mình có cho mega lận. Chai giáp Mega đẹp nhất luôn nè. Đây con là con hình như là mình nghĩ là con chai giáp là con cá hóa đồng của tao cũng. Con mega đẹp nhất ở trong cái đám lần này mọi người. Wow, phải nói là đẹp. Ủa, kinh dị luôn mọi người. Ủa, sao mà đẹp dữ vậy? Con chai giáp tính ra là đẹp đẹp nhất luôn trong đám này mọi người ơi. Ai vẽ con này đẹp không? Ôi con chai giáp đỉnh nghe mọi người ơi. Con chai giáp nhìn quá là ngầu luôn mọi người. Coi nè, coi con này của tao. Ở đây nè, mọi người nhìn con nào đẹp nhất thì mọi người nhớ để là bình luận bên dưới nha. Ở đây là có Blastoise, Gengar, Charizard, Gyarados. Và con gì nữa? Hết hình như hết rồi. Đây là biệt đội Mega mọi người. Biệt Mew. Mew không tính. Mew không có Mew đâu hả? Có Mega đâu. Mew Pikachu hết chứ mày khùng con Mew Mega hẳn gì mày. Nhưng mà con Mew nó cũng tàn. Con Mew đây. Nhìn hả? Nhìn đẹp ghê mọi người, nói chung hôm nay là ui cái lưng con Blastoise nhìn ghê quá kìa, đầu lâu kìa. Đâu, ôi cái đầu lưng, cái đầu lâu trên lưng đó mọi người. Nhìn đẹp thực sự mọi người ơi. Quá trời đẹp mọi người, nhưng mà mình hôm nay mình nghĩ con đứng top ở tập hôm nay chắc là Charizard mọi người. Con Charizard quá đẹp luôn mọi người. Cái hình cái ngực của nó kìa mọi người, như một cái gọi là cái khu gì rộng lớn, cái gì trái tim của nó mọi người nhìn ngầu ghê mọi người ạ. Cá hóa rồng của tao dạng thường đẹp hơn mày ơi. À con cá hóa rồng ngó không mega thấy đẹp hơn ấy. Bình thường đẹp hơn. Ok mọi người, và chắc có lẽ là video hôm nay của mình tới đây là kết thúc rồi. Và nếu mọi người thấy thích video này của mình á thì mọi người đừng quên đó chứ là để lại một like cũng như là một subscribe ủng hộ cho Quanh nha mọi người. Quanh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video tới đây nha. Mọi người nhớ là bấm phím like ủng hộ cho Quanh nha. Bye 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 bye. Con cá nó đớp vậy đi rồi.